Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Rất vui được gặp lại quý vị qua bài đọc. Đúng là sau cuộc đề bát này, cử tri sẽ quyết định ai là Tổng thống Hoa Kỳ. Tác giả Ngô Nhật Đăng, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Bỏ qua những tranh cãi về đạo đức, về tham nhũng, về phân biệt chủng tộc. Nó là vấn đề muôn thuở, người ta không thể giải quyết hết nó trong hai nhiệm kỳ. Còn lại là kinh tế. Oxy cho nền kinh tế là năng lượng. Biden chọn đóng cửa ngành khai thác dầu mỏ, khí đốt, than đá, tóm lại là bỏ các nguồn năng lượng hóa thạch thay bằng năng lượng mặt trời và gió. Lý do là để giảm phát thải, chống biến đổi khí hậu, cứu thế giới, vân vân, chứng minh là nói láo dễ ợt. Cụ thể, xây dựng hàng trăm các trạm sạc điện trên đường cao tốc, thay thế xe chạy xăng và diesel đi bằng điện phá bỏ 4 triệu các tòa building và xây lại, có thể tạo ra hàng triệu việc làm mới. Như vậy, đây rõ ràng là thỏa thuận xanh với xe thân chủ cấp tiến. Việc này sẽ tốn khoảng 100.000 tỷ đô la. Tiền từ đâu? Từ liên bang. Liên bang lấy tiền từ đâu? Tăng thuế và đi vay, tức là tăng nợ. Đần cũng đề nghị tăng lương tối thiểu và tăng thuế cho nhà giàu. Vậy thì doanh nghiệp tư nhân cũng phải trả thuế cho nhà nước cao hơn. Đồng thời, phải trả lương cho công nhân cũng cao hơn. Họ sẽ không kinh doanh nữa hoặc phá sản nếu tiếp tục kinh doanh. Giới trung lưu và doanh nghiệp nhỏ càng chết, họ càng không có động lực vươn lên để trở thành giàu có. Vậy, nhà nước phải đảm nhận vai trò doanh nghiệp, vừa đá bóng, vừa thổi còi. Đánh chết thì tôi vẫn cho rằng đây là mô hình chủ nghĩa xã hội. Chưa kể về mặt kỹ thuật, thì ông Biden ngu đến mức đần độn, chẳng hiểu biết cái gì hết Ngoài nước Nga, Hoa Kỳ đang sở hữu một nguồn năng lượng dồi dào và rẻ nhất thế giới, đó là khí tự nhiên. Nói chi tiết hơn sẽ rất khó hiểu. Có thể hiểu một cách nôm na, tính ra số nhiệt năng cung cấp của dầu mỏ, thì một thùng dầu có giá trị vài chục đô la, trong khi khí đốt tự nhiên cũng cung cấp nhiệt năng tương tự, có giá trên dưới một đô la. Chưa kể động cơ chạy bằng khí đốt có hiệu suất cao hơn và gần như không thải ra carbon. Lý do lớn nhất để Tesla đặt nhà máy ô tô điện bên tàu, nơi khan hiếm dầu mọ và khí đốt chính là vì thế. Chưa kể, pin mặt trời sau 30 năm sử dụng thì vấn đề tiêu hủy nó không phải là đơn giản vì có gốc silicon. Chưa kể, các wind Winburnish trục ngang hiện nay đã bộc lộ rất nhiều nhược điểm như quá nặng nề. Tua pin 1 MW nặng 84 đến 86 tấn, trụ nặng khoảng 164 tấn, rất tốn kém nhiều kim loại. Tiếng ồn lớn phát ra tần số có hại, gây ra hiệu ứng disco, chiếm nhiều diện tích đất. Tóm lại, nó chỉ là dành cho những nơi không có nguồn nhiên liệu hóa thạch, lựa chọn năng lượng mặt trời và gió như một biện pháp bất khả kháng. Dù mở cửa lại ngành công nghiệp khai thác dầu, khí đốt, luyện thép, mang trở lại hàng triệu việc làm. Dưới thời Trump, lượng khí phát thải ra 2,5% so với thời Obama, cao nhất thế giới. Đó là một câu trả lời hùng hồn. Giả sử nếu bỏ năng lượng hóa thạch thì các thiết bị năng lượng tái tạo sẽ lấy ở đâu? Hoa Kỳ sẽ tự sản xuất chăng? Đây là một cú tự sát rõ ràng vì nhiều lý do. Tàu là nước đang sản xuất nó với giá rẻ nhất, không một ai có thể cạnh tranh nổi. Ví dụ, chi phí cho một đơn vị năng lượng mặt trời ở Mỹ từ 2,5 cho đến 4 đô la, thì tàu làm hết khoảng 60 gen. riêng Solar Panel chỉ có 27 gen và chất lượng như nhau. Tóm lại. Đây là kế hoạch phản quốc, rước giặc vào nhà. Chẳng ai vứt đi cái sở trường của mình để rước về cái sở đoạn. Người dân Mỹ chọn ai làm tổng thống cho họ đã rõ như ban ngày. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bài viết. Đúng là sau cuộc đề bát này, cử tri sẽ quyết định ai là tổng thống Hoa Kỳ. Theo tác giả Ngô Nhật Đăng đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.